Miyu đáp trả sâu cay khi đụng mặt Thúy Vi, bất chấp sĩ diện không thể chấp nhận được. Nếu như Thúy Vi tiết lộ hình ảnh ở cùng một quán cà phê mới đây chỉ là tình cờ, thì Miyu lại cho rằng Hot Girl Cà Mau dàn dựng để gây sự chú ý. Mới đây Thúy Vi và Miyu vô tình lướt qua nhau tại một quán cà phê trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thúy Vi diện quần jean áo crop top, đi bốt cao, còn Miyu lại mặc đồ ngủ đi dép lê, cả hai đi lướt qua nhau nhưng không đụng mặt. Thúy Vi tỏ ra thích thú và tự tin khi xuất hiện cùng Miyu trong một khung hình. Cô nàng viết trên trang cá nhân, hên là ngực cũng bự, eo cũng thon, chân cũng dài, nói chung là nhìn cũng nuột đó. Em mà biết chụp lẽ mướn nguyên cái dạ hội, theo hai con rồng chơi Omo dài 80m rồi. Nếu như Thúy Vi tiết lộ đây chỉ là tình cờ, thì Miyu lại cho rằng Hot Girl Cà Mau cố tình dàn dựng để nổi tiếng. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, không phải trái đất tròn, người thứ ba vô tình chạm mặt. Mà dù không chạm thì em ấy cũng cố tình đến tìm và ngồi chờ cho chạm. Dạo này Du đang bận làm một dự án khu mua sắm ở Nguyễn Huệ, nên ngày nào cũng tức mực ngoài công trường, thi công, đầu tóc, quần áo lấm lem bụi bẩn, giày cũng chỉ để trên xe. Ra vô công trình mình chỉ mang dép lê cho tiện và tránh bùn đất. Những lúc nắng nóng hoặc mệt quá mình sẽ luôn ghé quán cà phê kế bên công trình để ngồi uống nước và bàn công việc. Thế mà hôm qua có một em gái ghé thăm, nghe nhân viên nói ngồi chờ suốt ở quán cà phê trước công trình mình đang thi công. Vậy mà hôm qua mình bước vào hơi sơ ý không kịp nhìn thấy em đang ngồi phía ngoài, vô tư bước vào quán, nhưng mình ngồi ở khu vực bên trong phòng lạnh. 5 phút sau, thấy bạn em thập thò nhìn từ ngoài vào xem mình ngồi ở đâu, lúc đó mình mới để ý. Thì thấy em dọn vào cố tình ngồi bàn đối diện, ngồi được một lúc, bàn công việc xong thì bước ra qua lại công trình, thì em ấy cũng bước ra vờ bấm bấm điện thoại, mình thấy cũng hơi kỳ lạ. Không hiểu chuyện gì, đến khi đọc báo mới biết em ấy gọi phóng viên đến chụp và trả lời hẳn bài phỏng vấn, chỉ để giải thích chuyện gặp mình ngoài phố. Cuối cùng, Miyu nhắn Thúy Vi, ai cũng có quyền thích được nổi tiếng, nhưng nổi tiếng bằng chiêu trò và bất chấp sĩ diện thì thật không thể chấp nhận được. Xã hội hiện tại, làm người đàng hoàng mới khó, chứ kẻ suốt ngày chỉ biết trau chuốt bên ngoài và lợi dụng người khác để nổi tiếng thì cũng chỉ là tự hạ thấp giá trị bản thân. Sau khi chia tay, Miyu tập trung vào kinh doanh và công việc giảng dạy. Ngay sau chia sẻ của Miyu, Thúy Vi đã lên tiếng đáp trả lên trang cá nhân. Chào bạn Miyu, mình ngắn gọn lắm, không dài dòng như bạn. Thứ nhất, bạn lườm nguýt mình ở cửa đó nhớ không? Chúng ta lườm nhau lúc chiều rồi nhé. Thứ hai, bạn có chắc bạn không thấy photo không? Bạn ở showbiz lâu hơn mình, nên bạn phải hiểu cái này hơn mình. Bạn cố ý ngồi lại. Thứ ba, mình chờ bạn ra rồi vờ bấm điện thoại. Oh my god, bạn là cái gì? Thứ tư, bạn nói mình sắp đặt, vậy ngay từ xa thấy mình thì bạn bấm nút 800m đi cho đỡ. Bước vô quán làm gì? Đâu có ai mượn nè, bạn thấy mình trước từ xa mà, mình sinh ra tạo kịch tính cho đời nên bạn không cảm xíu. Chẳng qua là hôm đó cô xui, cô mặc đồ ngủ ra đường nên sĩ diện thôi, lần sau mặc đồ đẹp lên hang. Be like you. Du cũng đâu có hiền đâu, phim Du sắp ra Vi sẽ coi, phim Vi ra Du cũng nhớ xem ủng hộ lại nha. Trước đó, mối quan hệ của Miyu và Phan Thành tan vỡ vì người thứ ba mang tên Thúy Vi. Nhưng ồn ào này, Thúy Vi tìm mọi cách để chen chân vào showbiz. Riêng Miyu sau khi chia tay Phan Thành, cô tập trung với việc kinh doanh và giảng dạy, còn thiếu gia Phan Thành cũng đã có bạn gái mới. Vừa chia tay Mai Tài Phến không lâu, Hương Tràm lộ ảnh hôn trai lạ. Khán giả bất ngờ vì nữ ca sĩ vừa kết thúc với Mai Tài Phến chẳng bao lâu, đã có ảnh thân thiết với người khác. Thời gian vừa qua, cái tên Hương Tràm liên tiếp xuất hiện trên các mặt báo vì những thông tin liên quan đến chuyện tình của cô và thầy giáo Mưa, đặc biệt là sự ồn ào tranh cãi cùng với Jibu vì chuyện Hot Girl đi hát. Sau một thời gian thân thiết bên Mai Tài Phấn, nữ ca sĩ làm mọi người vô cùng tiếc nuối trước thông tin đã dừng việc tìm hiểu với nam diễn viên. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh thân thiết của Hương Tràm cùng một người đàn ông lạ mặt. Phải chăng đây là tình mới của nữ ca sĩ sau quán quân Gương Mặt Điện Ảnh? Nữ ca sĩ hôn má khá thân thiết với người đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên, người này đã từng xuất hiện trong tiệc sinh nhật thân mật của Cao Thái Sơn và anh luôn đứng cạnh Hương Tràm. Dường như người đàn ông này cũng rất thân thiết với nhóm bạn của cô và Cao Thái Sơn. Kể từ sau khi đóng chung MV, nghi vấn phim giả tình thật, Mai Tài Phến và Hương Tràm xuất hiện khắp các diễn đàn bởi những khoảnh khắc thân mật nhớ nhung mà cả hai dành cho nhau. Thậm chí thời điểm đó, Mai Tài Phến thừa nhận họ đang dành thời gian để tìm hiểu nhau. Nghi vấn hẹn hò của cặp đôi xuất hiện từ buổi ra mắt MV riêng của Hương Tràm.
Thậm chí anh còn lo lắng cho cô nàng từng chút một. Hương Tràm cũng từng chia sẻ, tôi xác định mình có cảm giác nhớ nhung phến trước khi đi ngủ. Phải rất lâu rồi tôi mới có được điều nhẹ nhàng như thế này trong cuộc sống. Như thế là vui rồi còn gì. Vào khoảng giữa tháng 10, Mai Tài Phến bất ngờ tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Hương Tràm. Anh cho biết cả hai đã dần tìm hiểu nhau, vì ai cũng bận biểu với công việc và dừng lại thời điểm này là tốt nhất. Chia sẻ của nam diễn viên làm cho người hâm mộ tiếc nuối. Tuy nhiên, sau khi dừng hẹn hò với nhau, Mai Tài Phến và Hương Tràm đều giữ mối quan hệ tốt. Nam diễn viên cho hay cả hai vẫn là anh em bạn bè. Còn về Hương Tràm, cô bày tỏ mình luôn mong và chúc cho anh sẽ thành công hơn trong sự nghiệp. Tiêu chí tuyển bạn trai lạ đời của Hoa hậu Á hậu Việt. Ngoài 45 tuổi yêu thương động vật, có đầu óc kiếm được tiền là những tiêu chí mà các nàng hậu đưa ra cho người bạn trai tương lai. Hoa hậu Đại Dương 2017 Lê Âu Ngân Anh. Ngân Anh chia sẻ tiêu chuẩn chọn lựa bạn trai của cô không thay đổi gì kể từ khi đăng quang Hoa hậu. Người đẹp chỉ cần một bờ vai bản lĩnh bảo vệ được cô và quan trọng nhất là phải giỏi hơn Ngân Anh. Họ không cần có quá nhiều tiền, nhưng phải có cái đầu để kiếm được tiền. Tôi không thích những người quá châu chuốt vẻ bề ngoài, không có chí tiến thủ. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương. Chia sẻ với báo giới, Phạm Hương cho biết, cô thích mẫu đàn ông trưởng thành và quyết đoán. Tôi mong mình tìm được một người đàn ông trưởng thành chín chắn, biết yêu thương gia đình, sẽ rất tốt nếu anh ấy biết cảm thông, chia sẻ với những đam mê mà tôi đang theo đuổi. Bởi tôi không chỉ là người của công chúng, tôi còn là một hoa hậu với nhiều trọng trách với cộng đồng. Đó cũng là lý do mà tôi luôn nghiêm khắc với bản thân trong mọi chuyện. Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Người đẹp gốc Nam Định chia sẻ, tôi không có yêu sách cho tình yêu, nhưng tôi là cô gái có nhiều đòi hỏi. Lúc yêu tôi muốn anh ấy dành nhiều thời gian cho riêng mình, hoặc người ấy phải yêu những thứ thuộc về tôi như công việc, bạn bè và gia đình của tôi. Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân. Khi chia sẻ về mẫu bạn trai, Ngọc Hân cho biết Hân không đặt ra lắm, nhưng cũng có một số yếu tố mà phụ nữ ai cũng mong tìm được người có chỗ dựa tốt về kinh tế, bản lĩnh. Thứ hai là người đàn ông tốt, ngoài việc yêu mình còn phải yêu thương người xung quanh, yêu thương động vật, chó mèo. Nó đồng nghĩa việc có yêu thương trẻ con hay không. Thứ ba là sự chung thủy, Hân ghét đàn ông không có sự chung thủy. Ngoài ra Ngọc Hân cũng muốn người bạn đời của mình hài hước, Hân thích hài hước và tếu táo, thậm chí Hân hài hước với họ mà họ phải biết. Giữa Hân và họ là đối tác gây tiếng cười cho nhau. Hoa hậu Việt Nam quốc tế Ngọc Trinh. Cách đây không lâu, Ngọc Trinh cũng thẳng thắn chia sẻ tiêu chí của mình khi chọn bạn trai. Tôi khẳng định, luôn là Ngọc Trinh sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông không có gì trong tay. Đó là quan điểm rất thực tế của tôi trong tình yêu, không bao giờ tôi mù quáng trong chuyện đó đâu. Ngọc Trinh cũng tiết lộ thêm, người yêu của cô là người phải phù hợp quan điểm sống, đủ bản lĩnh vì yêu con gái trong showbiz nhiều tai tiếng, nếu không vẫn không có niềm tin dành cho nhau thì khó bền. Ngọc Trinh cũng bật mí tiêu chuẩn lựa chọn người đàn ông khiến cô tình nguyện nâng khăn sửa túi. Cô chọn người yêu phù hợp với Trinh hiện tại là đàn ông từ 45 tuổi trở lên và tài sản ít nhất phải hơn mình. Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 Huyền My. Trước đây, tiêu chuẩn của tôi khá trẻ con, tôi thích những anh chàng đẹp trai lãng mạn như phim Hàn Quốc, tức là tôi quan tâm tới vẻ bề ngoài. Nhưng sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 và sau thời gian thực hiện vai trò mới, tôi nghĩ tiêu chuẩn đầu tiên cần phải có thông cảm và bao dung cho công việc của tôi. Người đàn ông đó sẽ quan tâm, yêu thương, chăm sóc và chung thủy. Còn một điều nữa, anh ấy không chỉ yêu tôi, còn phải yêu cả gia đình, bố mẹ tôi nữa, Huyền My chia sẻ. Huyền My cũng cho biết cô không đặt nặng chuyện tiền nong trong tình cảm. Bản thân tôi và gia đình không tới mức quá thiếu thốn để phải dựa dẫm vào người khác. Tôi hoàn toàn có thể độc lập về tài chính và tôi nghĩ đó là điều hấp dẫn nhất của người con gái. Á hậu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng. Lệ Hằng bộc bạch về mẫu bạn trai lý tưởng. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu một người quá giàu về tài chính, mà muốn tìm một người giàu trí thức, tình cảm, sức khỏe, đủ tài năng, năng lực để làm chỗ dựa cho tôi và những đứa con. Vợ chồng Tăng Thanh Hà ngọt ngào làm lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Năm nay, Tăng Thanh Hà và doanh nhân Lô Y Nguyễn kỷ niệm 5 năm ngày cưới trong không gian ấm cúng lãng mạn tại nhà riêng. Vợ chồng Tăng Thanh Hà đã kỷ niệm 5 năm ngày cưới ngọt ngào tại nhà riêng. Trong không gian lãng mạn, cặp đôi tận hưởng hạnh phúc và nghe nhạc, công chơi đàn piano. 5 năm sau đám cưới và đã có hai thiên thần nhỏ.
Nhưng tình cảm của Tăng Thanh Hà và Lô Uy Nguyễn dành cho nhau vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. 5 năm sau đám cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn làm lễ kỷ niệm khiến nhiều người phát ghen. Không gian lễ kỷ niệm được Hà Tăng chia sẻ. Năm ngoái, khi kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc lãng mạn bên chồng và dòng trạng thái hạnh phúc khi nói về cuộc hôn nhân của mình. Em là một cô vợ rất tự hào về người chồng và người cha tuyệt vời nhất thế giới, em yêu anh. Ngày 4 tháng 11 là ngày em sẽ luôn nhớ mãi. Trong dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Lô Uy Nguyễn cũng đăng tải bức ảnh hai vợ chồng trên chiếc xe môi trần cùng status. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới với người vợ xinh đẹp, cho nhiều chuyến phiêu lưu cùng nhau hơn nữa. Mãi là người hâm mộ số 1 của em. Năm 2014, Tăng Thanh Hà kỷ niệm ngày cưới bằng cách đăng ảnh ngọt ngào và dành lời có cánh cho ông xã. Tình yêu em dành cho anh là một cuộc hành trình, khởi đầu mãi mãi và không bao giờ kết thúc. 4 tháng 11, ngày em sẽ nhớ mãi. Ngày 4 tháng 11, 2013, Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ bức ảnh cô mặc váy cưới để kỷ niệm ngày lên xe hoa. Hiện tại, vợ chồng Tăng Thanh Hà sống rất hạnh phúc bên hai thiên thần nhỏ. Tăng Thanh Hà và chồng trong lễ hội Halloween vừa qua. Năm cô vợ ngoài showbiz gợi cảm khó cưỡng của các sao Nam Việt. Loạt nghệ sĩ nam số hưởng vì có bà xã xinh đẹp gợi cảm lại chẳng bon chen trong làng giải trí thị phi. Bà xã Hồng Đăng xứng đáng góp mặt ở vị trí đầu tiên trong danh sách. Vòng một bốc lửa chính là điểm nhấn nổi bật hơn cả. Anh Đào rất tự tin với body của mình. Mẹ bé Nhím thường xuyên diện áo trễ cổ phô trương khuôn ngực đầy đặn. Đây cũng là chiêu bài khiến ông xã mê như điếu đổ của vợ Mạnh Trường. Soái ca màn ảnh khó có thể tập trung ăn uống khi ngồi đối diện như thế này. Có thể nói vòng nào ra vòng nấy của người đẹp Lan Phương. Đăng ảnh tự sướng với góc chụp nghiêng để lộ vòng một và nội y lấp ló cực kỳ khiêu khích. Vợ hot girl của ca sĩ Nam Cường Phương Thảo, người đẹp 9x ăn mặc nhẹ nhàng và thanh lịch. Cơ thể cao ráo thanh mảnh nhưng gái một con rất ít khi ăn mặc phô trương quá đà. Bà xã của giọng ca bay giữa Ngân Hà sở hữu vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào. Diễn viên Hải Anh rất tự hào về người vợ trẻ đẹp giỏi giang của mình, lấy được vợ đẹp khác gì trúng số. Minh Nguyệt sinh năm 1985, kém chồng 11 tuổi. Thật khó tin đây là vẻ đẹp của bà mẹ hơn 30 tuổi. Nét sang trọng quý phái sành điệu của bà chủ hãng thời trang. Only C là sao nam số hưởng tiếp theo khi có cô vợ xinh đẹp dễ thương, chẳng hề kém cạnh các hot girl. Ngân Hà sinh năm 1993, từng là du học sinh tại Australia. Only C từng tâm sự không hoạt động trong showbiz, nhưng vợ tôi luôn thông cảm và đứng phía sau hỗ trợ, nên tôi cảm thấy mình may mắn.